Vịt lộn của nhà em mới đi làm, vậy ăn vịt lộn nha. Vịt lộn mà mình ăn kiểu mới nha cả nhà, ăn với cơm nha, đói bụng quá nên ăn với cơm. Ăn với cơm thì ở dưới quê mình có người ăn nha cả nhà, nhiều người ăn như vậy á, ăn cơm với thịt nó tươi nha cả nhà, ngon lắm. Ăn tin ăn thử thì hôm nay mình dạy cho con mình ăn nó phái nha, ngon lắm. Mà có nhà nha, đúng không? Vịt lộn anh quất nè, thấy được không? Ấp tại anh quất nè, vịt lộn ấp tại anh quất, không phải vịt lộn Việt Nam sẵn, đem qua đây luôn nha. Vịt lộn đem qua đây là nhỏ lắm, vịt lộn Việt Nam bé, vịt lộn đây là đây là ăn một trứng á, là đá một trứng luôn á, ăn một trứng nó mới chịu. Nó to lắm cả nhà, nó to, nó dài, nó bự, to dữ lắm. Trứng nào cũng đều nhau hết, đều to hết luôn. Mua 20 trứng đều to giống nhau á, trứng nào bé hết. Thịt của nó rất là bự lắm, mình đặt thì phải nhận xong mình đặt bỏ rồi. Thịt của nó nhiều lắm, chứ mời cũng không ngon. Mấy nhỏ mình ăn nó ăn mời, nó đưa mẹ ăn hết. Nó ăn còn nó ăn thịt. Nó ăn toàn là cái trồng vàng với con hả? Mới làm cái đó là không phải, đói quá rồi. Có chuyện không? Từ hồi đi làm từ 5 giờ sáng, 4 giờ sáng chứ. 4 giờ mấy sáng là dậy rồi đi làm. Tới giờ này 4 mấy chiều là coi như mấy tiếng đồng hồ đó mà ăn đúng một trái chuối thôi. Ăn đúng một trái chuối. Nói hay thật á. Trái chuối nhỏ xíu nữa chứ. Hay không muốn nước luôn. Đi nhà. Bắt. Cái mày không? Mà cái nào ngon quá. Ngon quá. Ăn kiểu mới rồi. Ăn kiểu lộn nước cơm. Ngon không? Ăn tươi xanh. Nước tươi xanh. Nước tươi xanh. Nước tươi. Tôi làm trứng mà ăn dễ thật rồi. Cái bạn nói cái muỗng nhỏ cho mẹ, cái bạn cái muỗng nhỏ cho mẹ, cái mẹ mày đặt đi. Tự lấy hai muỗng nhỏ mất rồi. Muỗng bự xong nó bỏ nó không vô. Muỗng không ra, bự quá. Bự lắm cả nhà, ăn đã lắm cả nhà. Ăn hộp vịt lộn ăn rất là đã lắm. Bây giờ lý do tại sao mà mình biết hộp vịt lộn này ở đây ấp không? Vì ngày xưa mình làm cho sếp Việt Nam đó, thì nó bỏ mối ông Tây á, ổng bỏ mối cho những sếp Việt Nam đó, thì nó đem lên để mình sắp cho mình biết. Có số người họ không biết, họ nghĩ là ở Việt Nam đem qua, thật sự không phải. Vì họ không biết. Rồi nó ngọt nó ngon khủng khiếp luôn. Vì nếu mà Việt Nam đem qua đây sẽ mắc ngon, phải mắc ngon chứ không phải ngon như thế này. Trứng ở đây nó đẻ ở đây nó áp xong nó đem lên nó bán liền mỗi một tuần nó chỉ lên đúng là ngày thứ tư thứ năm gì đâu. Đó thì có anh em nó chỉ đem lên cho chủ mấy ngày đó thôi. Còn như mà thường thường hả là ấy là chủ bán hết, bán rất là lẹ luôn. Một tuần lại chứ có ngày hai ngày đâu có kỳ lộn rồi. Cái con ngon. Cái chồng của nó bự lắm. Cái chồng đỏ của nó rất là to luôn. To ầm luôn vậy đó, nó to như cái trứng luôn á. Cái trứng sao nó to chang vậy luôn. Mình á, mình thích ăn cái con bự. Hậu lắm. Chú xì. Ở đây là mỗi tuần nó mở có bán không cả nhà nha, thì lạnh có bán nha. Đó, nhưng mà con cái là lạnh có mình biết mua thôi, chứ nó có bán thịt lộn ở đây, thịt lộn tại đây luôn nha. Ngon rồi. Không biết chắc chắn là thịt lộn ở Việt Nam chứ không có mỗi này. Ngon không? Bận không? Yes baby. Tôi mẹ tôi nghĩ, tôi mẹ ăn không kịp nước, tôi phải trả lời cơm nhổ tùm lum luôn tí. Một ngày nó kêu gần cũng ngàn giá, không trả lời là không được siêu hoài. Bạn gỗ nước nó. Đi làm gì mà nó ghép hả? Nước cái lầu. Quá ngon. Nó không đi cầm chè. Nó không. Cảm ơn nhà tài trợ. Nhà tài trợ không phải ai đâu lạ. Là cháu mình. Là thằng cháu đứt tôm của mình. Chúng tôi đắt hay sao? Hôm qua gọi kêu bà gì đi mua. Bà gì đi xác định mà ăn đây. Mua gì mua đây, lấy gì lấy đây. Tôi tính hết cho. Oh yeah. Tao hút người gì không liền. Một phút con dây lên tới sẽ bớt liền. Ngu dưỡng tiền người ta chặn luôn đi. Còn kêu lấy như lấy đi chứ chợ tao tính đã. Thôi mà tao chưa lấy mặn, tao lấy mặn, tao lấy 500 bản hả? Ăn tao lột mắt. Bây giờ làm nó thơm. Em là người cực kỳ ông hạnh nha cả nhà. Kim Tiên Chin. Mà Kim Tiên Chin thì em đói mặn dữ lắm, ăn cũng thích luôn, không ai mà hỏi đâu. Tô phở này mà hai tô là cả nhà biết không? Em có thể em đi đấu được. Nhưng mà từ ngày đi chim sợ bị mập á, cũng lắm sao, ăn dữ lắm luôn á. Em ăn xoài mà xoài tượng không? Mà bữa anh Đăng nó video nha. Em ăn cái xoài đó, một mình em có thể ăn hai trái. Nói tin nữa giờ Việt Nam thử nghiệm cho cả nhà xem. Em bây giờ Việt Nam thử nhiều cái đặc biệt cho cả nhà xem luôn. Em đã từng ăn thử trên Ruby rồi, mọi người cứ lên chết thử thôi. Ta từng ăn 5 gói mì cay Hàn Quốc. Ta từng thử nghiệm mấy cái độc đáo lắm, mình sắp tới có thể làm. Trong tương lai có thể thử nhiều cái độc đáo nữa. Từ khi là muốn mập. Bây giờ làm không? Bây giờ cái hắn sắp tới rồi. Người ngựa điều điệu rồi, chẳng căng đi ngoài đường. Một lần mà kêu quấy được, bây giờ mập quá. Đi đồ bụng không kỹ nữa. Nói làm gì đâu có phù phù. Nhưng mà dốt. Nó cười. Trứng nào ăn nó đáng trứng đó. Trời ơi, nó ngon. Hôm nào phải trải nghiệm với cả nhà.
hôm nay mình mua hộp thịt lợn về á, mình sẽ trải nghiệm ăn một mình lên, vì mấy cái này có mấy đứa nhỏ ăn đó. Làm sao mình sẽ trải nghiệm ăn khoảng 20 thịt lợn nha, cả nhà nhớ nó xem nha. Ăn 20 thịt lợn, nếu mà ăn hết 20 thịt lợn nữa làm sao mình sẽ tăng lên nữa. Tăng lên 25. Đang ăn gì của con trai mình nó la lên cái khách hồn tắt ổng gì mà lâu mà lâu là lặng xuống đeo xuống một đeo mẹ dữ lắm cục dạng đeo mẹ trời ơi nó đem đi xa cái trái nha cái hộ trứng nữa nha. Hôm nay sẽ trải nghiệm 20 trứng vịt lộn cho cả nhà xem nha. Ăn mạnh lắm nhưng mà sợ mập nha. Em ăn mạnh từ hồi em còn con gái mà, chứ không phải là bây giờ. Mọc nước trời ơi nước chút xì trời ơi con à. Ôi trời ơi là la cái này chỉ có mình ăn thôi. Nên nhiều đây cũng sao nó nhỏ ăn còn không bằng nó ăn nhưng mà ăn ít lắm, nó ăn nhiều đây ăn còn bất quỷ thằng nó hoài bật bội nó đang ăn nước nó hoài mất hứng mất ngon nó quá ngon cái này á nó bùi giả men nó bùi nó mềm nó tan vô miệng luôn vì nó hấp ở đây nó bán liền ở đây nó tan vô miệng luôn. Lạ gì đâu. Cái mày nó ngon mày má ơi ngon quá không chịu ăn được không á ngon gì đâu à tụi nè. Ôi nhẹ nhẹ tôi làm hết mấy trứng rồi đó, 4 trứng rồi đó. Mới có nhẹ tôi làm 4 trứng rồi đó, nặng cái thôi thì bước cho 20 trứng chắc nhẹ bỏng luôn á. Chị nhỏ luôn á. Ngon. Đây là hộp vịt lộn Anh Quốc nha. Có khác không? Không ăn giấm đâu. Giờ bó quá. Đâu có cảnh cảm cảm. Quá đói từ sáng bây giờ mười mấy tiếng đồng hồ đi làm. Tôi đã ăn trúng một trái chuối nhỏ xíu. Không rồi còn ăn. Đói quá rồi đó. Mà cái răng thì cái răng tập tạ nó là không ăn cái đó chịu nổi. Ngon quá. Ngon. 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 Ăn gì chết đói, mà chết đói thiệt, từ sáng tôi ăn gì mà chết đói. Trời đó. Làm nhẹ trứng nữa, 5 trứng. 5 trứng mà vẫn còn chưa thấy thấm gì nữa nha. Ăn đói. 5 trứng nha. Một lô cơm rồi đó, một lô cơm rồi đó, một lô đầy luôn. Rứt rồi đó. Dữ chưa? Vẫn chưa thấm. Ăn chưa thấm mấy thế nào. Ăn xong một lát nữa, nghỉ ngơi một tí. Xong rồi đi chim. Sáng mà đi làm tiếp. Ôi ôi cái này. Mày cái nhà đi nói nha. Cái con nó ngon, mình lại thích ăn cái kiểu xin lỗi ngọt luôn. Ăn ngọt thì bình thường. Được ông nào mà đang để ý tôi hả? Bình thường nó thấy trong kia là người mà thuộc nữ lắm. Về nhà ăn chỗ này nó sợ. Khỏi em lấy một con chạy. Chạy tết. Tự nhiên tự nhiên cho chân thật. Đó câu rồi. Ăn con ngủ rồi, con ngủ to rồi. Con đó con, ủ là la. Ôi. Ăn nữa, ăn trứng nào cũng thêm quá đi con. Dạ, giật cái nào. Ăn có dính á, coi không cảm nước ăn dính á, không có lấy đó. Quá là nước con ăn dễ lắm luôn. Rồi bắt con dính. Rồi 3 trứng ăn lại, nãy giờ là 5 trứng rồi, 5 trứng rồi 6 trứng, là còn 3 trứng là 8 trứng, mà hết nữa này là 8 trứng, tại vì con trai mình ăn 10 trứng, mà nó ăn 2 trứng. Còn 8 trứng mình ăn. Ăn trứng thứ 6 rồi. Ăn thứ 6. Hỏi gái ăn không, gái không ăn nó ngán, bảo mẹ hết đi rồi, hết nó ngủ không ngon. Cái nước nó ngọt thanh, nó không bưng. Cho con gì? Được.
tô. Ăn mà không chấm thổi rồi. Ăn uống tự nhiên thoải mái. Ăn mà cảm ngon. Ăn mà còn thực sự rất ngon. Mình thường phải đánh chấm bữa ăn. Ăn mà phải tự nhiên thoải mái. Ngon rồi. Cứ bận. Ngon hơn. Không cứng. Sao bự quá cứng. Nó đỏ lên rồi. Lại đi trên đường về là kêu gái nhà luôn mẹ nha. Con luôn con. Bây giờ nó bụng á. Nó bỏ con nha. Rồi nha, chỗ áo động nha. Gân xuống, bụt lên. Đủ quá. Mommy. Gì con? Ồ hả? Dính đậm đậm ra. Dính luôn cả cái này. Đi cái này. Còn không? No, no, mommy. No. Khó khó. Khó khó. Khó khó. Ba cái thứ bảy. Rồi. Mình nói mình ăn tô cơm nữa nè. Nhưng mà mình ăn tô cơm đó 10 trứng là chuyện nhỏ. Thì mình đói như vậy đó. Là 2 trứng của mình là chuyện quá nhỏ. Không là ăn thử trứng này xem. Đá Việt Nam thì nhỏ nhỏ không có bỏ nha. Trời ơi anh ơi, anh để em ăn thiệt tình. Ăn cũng yên với anh, nó khổ gì đâu quá trời. Để mẹ ăn tiếng chỗ gì. Tâm tà la rồi, 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 cái này quay phim. Mát ngon. Rồi ăn cho tới ngủ không ăn. Khỏi cục dạ sáng nhà nuôi. Rồi con. Buồn này dễ sợ thật. Ba hơi dung tay làm. Trời lên ơi. Mẹ đang có biết nữa là làm gì sao mà tôi làm. Trời ơi khổ. Ăn cái gì nào. Có nhiều người nói lên ca. Có nhiều người nhắc lên ca lắm. Hỏi cho nói nó có con gái rồi bên ở lại hỏi anh nói chuyện đâu hỏi nhắm sự hỏi sống lên ca. Trời ơi bạn hả mà kêu em ca con em nó vậy nè đâu có ca được. Trời ơi cái gì cũng có sắm áo đồ là sắm đủ mà ca được cái này không lâu nữa nó sung á buồn á tự nhiên là đi làm về nhà tao mới hỏi được stress buồn mới lên ca lên ca cho nó đủ nó không hả anh tôi lên ca đó làm đang bị về nhắm về stress á lại mới lên ca đó chứ không phải tự động lên ca đâu chứ nếu tự động lên ca là mình có tự động lên ca là ngày nào mình cũng cao không có phải cố tình nó bị stress chết thì chết mấy nhỏ chết gì đâu lên ca thì lúc á mà lên ca là mình phải bỏ ra thời gian make up một tiếng đồng hồ đó mặc đồ make up là một tiếng đồng hồ rồi nó có sửa sẵn dây này chưa nọ nữa tiếng đồng hồ luôn mệt không biết lúc đi làm gì mệt biết nào không đi làm thì nó cảm thấy nó đi học con nước nhà cửa gì cũng mang quần áo nên là các bạn anh chị em là một cái nhắn tin đó mà mình chưa có trả lời được anh em cảm nha. Cái người mình biết mình không trả lời họ giận luôn. Nhưng mà mọi người không hiểu thì mọi người mới giận em thì nên để em lên nói cả nhà nha. Chị em nào anh em nào thích mình mà muốn nhắn tin hay là gì đó vào trong những cái comment ở video của mình á. Tại vì mình đa số là mình trực tiếp trong đó. Mọi người comment cái gì mình cũng thấy hết. Mình quá trời comment mà không có trả lời được cả nhà cảm. Chứ là em có chảnh cái gì trên bình thường. Anh bình thường anh vì người đi chim họ người họ manh lì lắm. Họ không có chảnh có chết gì. Bye 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 cái này nhớ uống đi anh trời ơi để cho mẹ nói chuyện tí khổ mày quá khổ với mày lắm luôn á cái này nhớ nhớ đăng ký kênh em có làm YouTube em có để trên cái hình ảnh của em á trong cái bài hôm nay đó với em đang muốn cái nhà lớn ủng hộ em và đăng ký kênh YouTube nha với ủng hộ follow hôm nay nha em có làm cái thóc nữa cái nhà quý anh thì cứ vào follow những cái kênh của em đều có để trên cái Facebook đó những cái hình ảnh này nha.
nhớ xem video cả nhà, nhớ cho em xin một like và chia sẻ nha. Làm cực lắm mẹ, mẹ đọc thông cảm kênh cực lắm cả nhà, nhớ thông cảm, thương thương mẹ con em, cho mẹ con em xin một like một share nhá, một đăng ký kênh. Cảm ơn thank you rất nhiều. Cuối video cũng không có quên chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ tốt lành bình an. Bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà làm sao nha, nhớ đăng ký kênh để xem nhiều video, mình mong sẽ thử thách nhiều cái cho cả nhà xem, rất là thú vị nha.